Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khanh Béo TV. Lời đầu tiên cho phép Khanh Béo xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có được một sức khỏe thật là dồi dào, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đến với video ngày hôm nay thì Khanh Béo TV xin được cập nhật cái lễ tang của cháu Giuse Vũ Đức Mạnh. Cháu Giuse Vũ Đức Mạnh sinh năm 2009, nguyên quán xã Nam Hải, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, và trú quán tại tổ dân phố Đình Cựu, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Do không may, trong một thời gian dài cháu mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù đã được toàn thể gia đình cùng các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, song vì căn bệnh quá nặng, cháu đã không qua khỏi và đã chút đi hơi thở cuối cùng, nay đã trở về với Chúa. Vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, tức là ngày mùng 9 tháng 1 năm Quý Mão, cháu hưởng dương 14 tuổi. Cháu ra đi để lại cho bố mẹ, ông bà, anh chị em một nỗi xót xa vô hạn mà không có gì có thể bù đắp được. Kính thưa các quý vị, 14 tuổi đời cháu đã vĩnh viễn rời xa trần thế này để về nơi an nghỉ cuối cùng. Ôi, bao nhiêu năm qua, những vất vả lo toan công việc của bố mẹ, lo lắng cho các con thì cũng chỉ mong sao cho các con được khôn lớn trưởng thành. Nhưng ai có ngờ đâu, cho đến ngày hôm nay, con đã vĩnh viễn rời xa trần thế. Con ra đi về vui với nắng sớm mây chiều, không bao giờ có thể trở lại với gia đình được nữa. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, nuôi con thì ai cũng mong cho các con được khôn lớn trưởng thành, sau này có thể được cậy nhờ vào các con những lúc tuổi già sức yếu. Nhưng ngày hôm nay con đã vĩnh viễn rời xa nơi này, xa vòng tay yêu thương của tất cả mọi người. Không bao giờ con có thể trở về với bố mẹ để sum vầy những bữa cơm như ngày nào được nữa. Kính thưa tất cả quý vị, khi lúc con ốm nặng, luôn mồm con cứ bảo bố mẹ ơi cứu con. Nghe những giọng nói, những lời kêu cứu của con mà xót xa ngậm ngùi, quá xót xa mà không biết làm sao được. Những bậc làm cha, làm mẹ, ai ai cũng ngậm ngùi khi nhìn thấy cảnh xót xa đau khổ này. Tất cả mọi người cũng đã đưa con đi bệnh viện gần cho đến bệnh viện xa, mong cho con sẽ được gặp thầy, gặp thuốc để con có thể qua cơn bệnh hiểm nghèo, có thể trở về lại tiếp tục chung sống với gia đình như ngày nào. Nhưng căn bệnh đã cướp đi một chàng trai còn quá trẻ. Hiện con vẫn đang độ tuổi đến trường, mà giờ đây đã vĩnh viễn rời xa gia đình để về vui vầy bên Chúa. Tất cả chúng tôi cũng xin được chia sẻ nỗi đau thương, mất mát to lớn này cùng với gia đình tang quyến, và cũng là để cầu chúc cho con về nơi thiên đàng yên giấc nghỉ ngàn thu. Linh thiêng, con ở nơi thiên đàng, con hãy trở về để chở che độ trì cho tất cả mọi người sống trên trần gian này, ai ai cũng được mạnh khỏe bình an. Kính thưa các quý vị, lúc này đây tất cả mọi người đang làm lễ khâm niệm, và Khanh Béo TV cũng xin được cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã xem và ủng hộ cho Khanh Béo TV. Quý vị xem xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông ủng hộ cho Khanh Béo TV.
Xin được cảm ơn và chúc cho quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và bình an và thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.